con cô bác, ai có vàng dòng tư trang điện thoại tiền bạc mình giấu thật kỹ đi. Chết. Tại sao? Tại vì ngay sau đây có hai tên cướp biển hả chết chạy cái gì để đi từ sông Sài Gòn vô tới sông Bình Điền, lội bộ lên đây đó, rất là nguy hiểm luôn. Và hai tên cướp biển sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Chúng ta là những tên cướp biển vùng Caribe. Tuy anh em chúng ta tứ xứ, nhưng khi về đây là một, chúng ta sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Tứ cướp Family kìa đại ca. Chạy nhanh lên. Trời ơi, Bảo tới rồi. Bảo quá lớn rồi đại ca. Ôi. Âu da. Wow. Trời ơi. Ngày đầu ra người cướp toàn bị rượt không à. Mệt ghê á. Có sao không đại ca? Ngồi dậy đại ca ơi. Lẹ. Chúng ta là những tên cướp biển vùng Caribe. Tuy anh em chúng ta tứ xứ, nhưng khi về đây là một, chúng ta sẽ chiến thắng mọi đối thủ. Cướp biển Samuli kìa đại ca. Chạy nhanh lên. Ủa? Sao mày không chạy? Giỡn. Mày giỡn hả? Mày có thấy có ai cười không? Giỡn không có vui. Thì biểu đại ca thể hiện quá. Tôi cứ mệt chết cứ la làng hoài à. Thì ta thể hiện, ta mới là thuyền trưởng chứ. Thuyền phó. Dạ. Người hãy quan sát xem đây là đâu. Như đây là một dòng sông nhỏ ở Việt Nam á đại ca. Hả? Ta có bản lĩnh thật, nhưng mà đói không chịu được. Có cái gì ăn không? Từ lúc đi cướp tới giờ toàn bị cướp không à. Còn gì đâu ăn. Lũ cướp thật tàn ác, thật vô nhân tính, không để lại cái gì ăn à. Trời ơi, tự chửi mình mà chửi thấy ghê vậy. Bây giờ không được rồi. Chúng ta phải có thực mới vực được đạo. Dạ. Ăn rồi chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Dạ rồi. Người hãy nhìn xem hai bên bờ sông có cái gì ăn không. Không thấy gì hết đại ca ơi. Tôi thui à. Mày nhìn bên này này. Đuôi con mà quên. À quên. Trời ơi. Ha, có gì ăn à? Bà ngoại kìa. Kìa bà ngoại kìa. Thấy không? Mày thâm một con mắt rồi chưa chừa à? Ngoại lớn rồi. Tha cho ngoại đi con. Trời ơi, đừng kiếm cái. Mày nhìn xem bên này coi. Qua đây đổi hướng đi. Không đủ kinh phí thuê con thuyền lớn nữa. Có ông nội nào đứng cầm sợi dây kìa. Ê, có rồi đại ca ơi. Hả, có cái gì, có gì? Có một bà già. Mày tao lao. Tao ăn bà già. Thôi là bà già bán đồ ăn á. À. Kẻ cướp lại gặp bà già. Dạ. Đó là một cô gái có khuôn mặt hơi già thôi. Người hỏi xem. Ê, bà kia. Anh kêu em hả? Bộ bên đó đông luôn hả? Không, quán có mình nên em à. Kêu bà chứ ai, bà nội. Mệt mẹ, dễ sợ vậy đó. Mệt tôi ghen. Bán gì á? Quán em có bán cà phê đen và cà phê đá. Em có các loại rau má, có trà đá, trà sữa đường đen. Còn thích anh muốn bon chen, em mời anh một ly trà tắc. Còn nếu anh còn thắc mắc, em mời anh đi ra nơi khác. Đây cả thắc mắc không? Không. Có ai thắc mắc? Cho thuyền vào. Vào. Sống hôm nay lớn dữ. Cô em gái à, bán cho anh. Pha. Anh Điệp. Pha. Anh Điệp phải không? Anh Điệp nè.
Ôi, bấy lâu nay anh đi đâu vậy? Bấy lâu nay anh đi ăn cướp. Trời, sao anh đi ăn cướp? Cướp nó cũng có dăm ba loại em mà. Anh cướp của người giàu chia cho người nghèo. Mà mới hành nghề thiếu kinh nghiệm quá thì bọn nó cướp hết rồi. Trời, tội nghiệp anh vậy. Ủa, mà sao em lại mở quán ở đây? Thì từ lúc anh đi không một lời từ giả. Em đi tìm kiếm anh khắp nơi nhưng mà không có gặp. Rồi em đi đến nơi đây nè. Em thấy đôi dép anh để đây nè. Đúng rồi. Rồi em dựng chòi ở đây luôn. Trời ơi. Anh còn nhớ dòng sông này không? Anh nhớ chứ. Anh nhớ dòng sông quê hương. Chiều chiều anh cùng em ra thả diều. Lúc đó anh còn nhớ là em còn hò cho anh nghe nữa. Chờ và đợi anh. Tuy anh đi ăn cướp khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, nhưng lúc nào anh cũng nhớ đến hình ảnh khuôn mặt bầu bĩnh của em, nhớ đến quê hương, nhớ đến dòng sông bên lở bên bồi đầy ắp kỷ niệm. Có muôn dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lở là ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi hồng, dưới bên con đò chờ đồng bóng vô. Nhanh mù con bướm vàng quanh quần, anh bao chiều tan thơ thần. Bài thơ của nhà thơ Tế Hanh. Con sông quê tôi.
Quê tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc bóc hàng tre. Tuổi thơ tôi là những buổi trưa hè, tỏa ánh nắng dưới lòng sông lấp loáng. Sông in bóng em chiều thu, về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa. Sông đời cuồng trôi lỡ rồi, sông bên đó nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Bao năm nay anh chỉ có đi cướp bóc với đánh nhau thôi, cho nên không có học hành gì hết. Lúc nãy anh có quên thơ một chút, em có buồn anh không? Dạ không. Không hả? Dạ. Vậy anh đi đây. Anh đi cướp nữa hả? Anh phải đi theo lý tưởng của mình. Anh không đi được không? Anh không đi, em nuôi anh à? Anh đi, anh không sợ gặp cướp biển Somali nữa hả? Hả? Anh sợ chứ. Thôi, anh ở nhà với em. Gì ông nội? Từ nay về sau, ta thăng cho ngươi chức thuyền trưởng. Trời ơi, cuối cuộc ngày này cũng tới rồi, ông nội ơi. Hay quá. Ngươi hãy dẫn chiếc thuyền này đi qua kênh Nhiêu Lộc Phố Xác đi. Nhặt được bao nhiêu ve chai á thì mưu sinh, còn không được á thì coi như làm phước cho người ta. Nha, đi nha, rảnh gì ghé ủng hộ cà phê cho anh chị nha. Rồi, cảm ơn Thanh Trương và Hải Châu đã hỗ trợ cho tiết mục của bạn Pha. Cảm ơn hai bạn rất nhiều nha. Duyên dáng lắm nha, Deep. Deep dạ, cảm ơn thầy. Giới thiệu đến quý bà con cô bác cùng ban khảo, đây là bạn Pha. Rồi Pha chào ban khảo quý bà con bác đi. Dạ, em xin chào ban giám khảo cùng tất cả mọi người ở đây. Chị Quyền rất là thích cái phong thái của em. Nói đúng là giọng hát của em là cao vút, ngọt ngào, mượt mà đó. Nhưng có một cái điều đó mà có hồi lúc là chị Quyền với anh Minh Nhí vỗ tay dữ lắm. Lúc ngầm. Dạ. Và có những lúc bị khựng lại. Là hiện giờ cái phong độ của em đang không được điều đó. Thì cố gắng, có thể là em lo lắng. Lo không? Rung. Thôi hèn nào thấy chưa, tôi nói cái giọng hát này làm sao tới nỗi mà anh Điếp á, chưa phải dịnh cái tay em lại. Nha, yeah. Mình phải kiểm soát được cái cục hơi của mình. Mình kiểm soát được cái tâm thái của mình thì khi mình biểu diễn sẽ tuyệt vời hơn. Vì khi em ngâm thơ một cái nha, ngâm thơ là anh dòm chị Ngọc Huyền liền. Ngâm thơ là biết người này sẽ hát hay.
Và đợi em vô, mà nhất là cái bài này nữa, bài này nó quen thuộc lắm, giống như mình nghe quen á nên mình thích. Và đợi em vô, đợi có nghĩa là hy vọng á, hy vọng ô vô một cái wow lên liền. Nhưng mà em vô một cái là hơi ấy ấy một chút. Có muôn dòng sông dài tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Em hiểu không? Tại vì sao? Giọng của em là giọng rất khỏe, rất cao. Và người ta nói, miền Tây mình hay nói là giọng sang sảng. Nhưng mà em hát vẫn hay anh. Nhưng mình phải rút kinh nghiệm. Rồi bây giờ em xuống dưới em nhận hoa từ ban khảo ha. Anh sẽ mang quà lên giúp em. Tặng quà. Tặng em nha. Ê, xuống gần đẹp dễ sợ nè. Đẹp má. Xuống gần đẹp hơn rồi, là em... đứng xa xa đó. Dạ, em nãy nói em đẹp. Nói anh là gương mặt đẹp mà. Em có ít quà tặng nghe cho ban giám khảo. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi, trái bưởi trời, bự. Thương quá trời. Wow. Lửa trái bưởi to thì to mà còn nguyên cái cuốn nữa nè anh. Trời ơi. Cảm ơn em nha, trái bưởi nó bự gấp đôi anh. Ngôi sao miệt vườn. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.